này. Tuấn như thế với người lẻ không biết làm gì, do ông chưa đến. Đồ thật đấy. Ngay giờ. Quẻ này, đừng ngoảy ra cả chân rồi. Đi bọn này ra phải nè vô trận này. Đúng rồi đấy. Chả hiểu làm gì mà lâu lắm. Ôi giời, tôi làm gì đâu mà. Tôi chỉ ngủ quên. Tôi gọi cho tôi xin lỗi nhá. Anh em ơi, kế hoạch hôm nay là gì đấy? Kế hoạch hôm nay á? Các bạn có biết cái vườn bưởi nhà ông Toàn không? Cái vườn bưởi nhà ông Toàn á? Ai mà chẳng biết. Thế có việc gì hả cậu? Thế cậu ơi cậu, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một phi vụ ăn trộm bưởi. Đi ăn trộm bưởi không? Ông tôi không đi đâu, sợ lắm. Ông ý mà bắt được, ông trói gốc bưởi đấy. Các cậu đi cùng bọn tớ ấy, đừng phải sợ. Các ngon ngay, tôi làm hết cho bàn tay rồi. Bà có biến, anh em chạy luôn, đúng nhỉ? Đấy. Thế có uy tín không? Thế an toàn là không các cậu? Uy tín mà. Bảo đảm. Đi luôn đi. Đi luôn đi. Đi không được. Cây nhiều quá thế nhỉ? Con quá to. Quá nhiều nữa. Quá nhiều bưởi. Anh em. Bé thôi, Toàn ra bắt cả lu. Anh em mình chưa người ra, hãy động chứ. Tấm có món đấy nhỉ? Con nào kia nhỉ? Sợ hết ở vườn bưởi nhà mình này nhỉ? Mình là ăn trộm rồi. Ăn trộm mà. Chạy. Mấy cái thằng danh con này dám trộm bưởi nhà ông à? Nếu mà bắt được thì cha bưởi không mất. Cố tí. Đây, may tôi nhanh tay vẫn lấy vặn được một quả về. Ông được đấy. Ông Hải, ông chảy ngay quả vừa nhẹ vừa xanh, ăn cái gì? Đúng rồi, xanh thế này thì ăn kiểu gì? Này, nhẹ phèo. Ôi hồ cậu ơi, lúc đấy tôi đang chạy thì tay tôi vung mát quả bưởi, thế nào dùng tôi nhặt lên, ai biết đâu quả xanh cậu. Thôi. May mà không bị bắt với các cậu ạ. Các cậu ơi, các cậu có nghe được tiếng gì không? Có tiếng ong hay sao ấy? Ủa, tiếng ong hay sao không ạ? Đúng rồi, đây đúng tiếng ong rồi. Anh em, có muốn ăn mật ong không? Mật ong á? Mật ong tớ thích ăn lắm. Tớ chỉ sợ ong đốt thôi cậu. Này, đi cùng tớ ấy, thì không phải sợ. Đi ngoài ông ra này không phải sợ cái gì cả. Cậu đi theo tớ, đảm bảo không bị ong đốt luôn. Nãy tớ nghe cậu một lần rồi, shit bị bắt rồi đấy. Thế lần này có tin được không? Tin được chứ sao. Ui dồi, lần này đi á, uy tín luôn Tuấn ạ. Thôi được rồi, thế cậu phải vào trong tớ không? Bọn tớ chỉ đứng ngoài xem thôi. Anh em này, anh em cứ đi cùng tớ. Lần ba bị ong đốt đấy, thì anh em mình chạy luôn cho được vui. Mình tôi vào không vui. Được rồi. Nhưng mà nếu có ăn, cậu phải bảo tôi để chạy đây. Được rồi. Tôi đi rồi nhá. Đây đây. Ui, anh em. Đây rồi. Anh em. Nuôi. Ba tớ bảo có ong là chạy hết luôn nhá. Ok. Những giọt ong mặt ngào ơi, anh đến đây. Ui. Anh em là sao đấy? Hơi lỗi kỹ thuật. Cậu còn cười nữa. Ông đốt hết xương mặt tôi à. Thái ai? Sao cậu bảo là có cậu vậy mà có cậu?
gọi là chạy. Rõ là anh em đã thống nhất với nhau rồi. Ông ra nhanh quá. Tớ chạy nhanh quá. Mà các cậu thấy tớ chạy thì các cậu phải chạy theo chứ. Các cậu đứng đấy các cậu nhìn thì chả ông nó chả đôi cho xương mặt thì kìa. Đúng rồi. Thế bây giờ cậu đi đi nào. Anh em đi theo tớ lần này. Lần này chắc chắn sẽ có mật ông để ăn. Ui, anh em phải tin tớ lần này nhá. Thế lần này có chắc chắn không? Lần này tớ chắc chắn với các cậu sẽ có mật ông ăn. Thôi anh em ơi, dù gì anh em cũng phòng bể ông đốt một lần rồi. Bây giờ anh em mình phải đi theo Hải để lấy mật ong ăn mới xứng đáng được vết đốt này. Thôi được rồi, lần này tin cậu ấy. Đi. Anh em, hãy mua về sau để tôi và tôi chồng. Mấy con ong khốn nạn này, mày dám đốt bạn tao à? Này thì đốt bạn tao này, đốt bạn tao này. Đốt bạn tao này. Chạy đi đâu ấy nhỉ? Anh em chạy đi ông luôn. Hải nó bảo gì á? Hải nó bảo là chạy đi ông. Ôi anh ơi. Em sao ấy? Mày còn hỏi à? Mày còn hỏi làm sao nữa? Phồng hết cả mặt lên đây này. Đau lắm. Ui đấy là do các bạn như ui tôi đã bảo chạy như thế các bạn không chạy thì tôi đánh chị thôi. Chạy kiểu gì bà chạy ra ngoài kia mà anh bảo thì bọn tôi chạy kiểu gì. Thế bây giờ cậu tính như nào? Phòng mặt như này về mày tớ đánh không trượt phân nào. Ai ôi tại cậu mà tớ bị thế này đấy. Để bù đắp lại các cái thiệt thòi các cậu, tớ đã có món này dành riêng cho các cậu luôn. Tôi bảo bọn tớ ra chào tớ không tiếp à? Không. Ui, tớ chưa rồi, không chào tớ không nữa. Thế là cậu bố đắp bọn tớ kiểu rồi à hai? Đúng đây, các cậu đợi một tí. Đi ra tớ đi lại. Ơ kìa. Ê Hưng ơi, hình như thằng Hải nó chạy hay sao à? Ôi Hải, đi rồi. Đến chỗ này đủ bù đắp những thiệt thòi của các cậu chưa? À, tiếng đàn đàm ấy cũng có tả như vậy nhá. Thôi nhìn đi. Ok. Anh em ăn đi. Con ong này, mày không thoát được đâu con trai ạ. Mày này thì ong này.